Ok Google, kể tôi một câu chuyện ma. Ok, mẩu truyện kinh dị cực ngắn cho mùa hè đây. Cắt điện cả ngày. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Zola.vn. Và hôm nay, bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm mới nhất của Google mang tên Google Hub. Và để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên, các bạn vào App Store. Các bạn tìm app Google Home cho mình. Các bạn download Google Home về. Và sau khi các bạn tải Google Home về, các bạn mở lên, các bạn chọn thêm, nhấn thiết lập thiết bị và chọn thiết lập thiết bị mới. Ok. Đến bây giờ các bạn chọn phần NetHub, chính là tên của Google Hub của chúng ta. Chọn tiếp theo. Thiết bị này các bạn sẽ chọn phòng các bạn đang ở. Ví dụ mình sẽ chọn phòng ngủ của mình. Các bạn sẽ đăng nhập wifi. Ok, thành công rồi. Các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Anh của Vương quốc Anh nhé. Tiếp theo. Đến bước này các bạn chọn tôi đồng ý. Các bạn kéo xuống, nhấn tiếp tôi đồng ý. Vậy là xong rồi đó. Thật đơn giản phải không nào? Vậy là xong. Ở đây Google Hub chúng ta có cảm biến cân bằng ánh sáng. Tức là nó sẽ tự tưởng điều khiển ánh sáng cho các bạn trong phòng phù hợp với môi trường xung quanh. Và đằng sau chính là nút tắt tiếng micro, chính là để các bạn có thể điều khiển mà không qua âm thanh nữa, các bạn có thể trực tiếp điều khiển bằng tay. Và bên phải có 1-2 nút để tăng giảm âm lượng như sau. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn. Thì ở đây Google Hub chúng ta có tất cả là 10 thang bậc của âm thanh. Các bạn sẽ chọn mức 5 là mức theo mình hợp lý nhất. Các bạn có thể thấy đây chính là cái Google Hub của mình. Trong đây chỉ có thể điều chỉnh âm thanh thôi. Và giờ đến phần chính, mình sẽ review cho các bạn sản phẩm. Welcome to Google Nest Hub. Như các bạn có thể thấy, bên ngoài Google Hub chính là màn hình như một chiếc iPad. Sẽ có ảnh nền này, sẽ có đồng hồ, có thời tiết. Và có các mục chính như nghe nhạc trên Spotify, xem clip YouTube. Đồng thời có thể xem được dự báo thời tiết của ngày hôm nay và ngày mai. Và có thể viết được nhắc nhở và đặt báo thức. Đặc biệt chức năng mạnh nhất của Google Hub chính là tìm đường như một chiếc Google Maps bình thường. Rất tiện lợi cho các bạn đang đi ô tô.
Ok, mà mình sẽ test cái tính năng mạnh nhất của Google Hub, chính là nhận biết câu lệnh qua giọng nói. Ok Google, thời tiết Hồ Chí Minh. Nhiệt độ là 30 độ và hầu như có nắng tại Hồ Chí Minh. Ok Google, kể tôi một câu chuyện ma. Ok, mẩu chuyện kinh dị cực ngắn cho mùa hè đây, cắt điện cả ngày. Hey Google, bật đèn số 4. Chắc chắn rồi, đang bật light 4 lên. Hey Google, tắt đèn số 4. Được thôi, đang tắt light 4. Hey Google, bật quạt. Được thôi, đang bật quạt lên. Hey Google, tắt quạt. Chắc chắn rồi, đang tắt quạt. Hey Google, bật nhạc trên YouTube. Vâng, mời bạn nghe thử kênh music này trên YouTube.